Rồi xin chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay có chiếc máy 70 đời 2017 zin 2 cục ha. Máy này của ông anh, ông gửi qua ông kia bán giùm cho ông ha các bạn. Máy này nằm ở Cần Thơ. Thì máy này 2017 zin 2 cục, bơm với động cơ, số thì có tách rồi anh em. Xích thì nói chung cái máy này cặp xích còn đẹp chút, quay cho ổng quay mình coi từ từ ha. Thì máy này anh đang kêu giá 140 nha các bạn ơi. Thì anh em mua thì lại xe máy của mình thương lượng với chủ ha. Mình thì chỉ dắt anh em đi xe máy thôi, anh em mua được thì gửi lời cà phê cho mình. Máy hãng của mình nghe, mình không có xưởng bọng cho nghe. Số anh em điện vô hỏi có mua máy lại không thì không các bạn ơi, tại vì mình chỉ dẫn dắt người ta đi mua không ha. Máy này là giá là đang kêu ông chủ kêu 140, động cơ zin, không zin số kiểm tra, nói chung máy này cũng còn được nha các bạn. Thì anh em máy này của chủ quay thì người ta gửi qua thì nói chung thì có khi nói chung anh em mình coi cũng không có chính xác, anh em mình lại trực tiếp coi thì nó hay hơn nha. Đời 2017 đời cũng cao các bạn ơi, 140 zin 2 cục, nói chung máy này cũng vừa xài, nói chung cũng không mắc. Máy này mới đi cắt lúa về luôn, mới rửa xong rồi ổng quay ổng gửi qua cho mình luôn các bạn ơi. Nhấc thùng nói chung cũng hẳn nha anh em, thùng ok ha. Thì cũng đang rửa rồi tháo dằn áo bọng gì ra luôn hết trơn rồi. Còn đồ đạc thì còn im nha, chưa có xét bọng gì nha các bạn. Bà con cô bác ai mà có nhu cầu mua máy thì liên hệ ha, mà muốn bán thì cũng liên hệ luôn ha. Đây vết thùng hai bên này, bên nào cũng còn hẳn hết đấy các bạn ơi, mọi người ơi. Chung là ok, số thì nói chung hình như là cái vỏ số rồi còn cái vỏ zin luôn nha. Tại vì cái này hai cây, ông này ông bán cây 70, ông đổi lại 100 gì đâu á mọi người. Không hiểu, tại vì nói chung người ta hai cây, rồi ông nói với mình thì chán văn, chán lính gì nữa. Anh em nào mua thì liên hệ, vỏ số hình như là vỏ số này hình như lô luôn hay gì các bạn ơi. Số gì nhìn chắc lô rồi, bơm zin, động cơ zin, bọng rồi còn cũng liền bon. Chung máy này cũng có sơn dặm ha, sơn dặm chân cẳng rồi cũng có sơn dặm rồi, cuốn này cuốn inox luôn. Máy thì nhìn cũng còn rất là liền, giá 140 nha. Hai càng 27 hái cam. Không biết mình gửi nữa. Rồi đây là cái chân nha, cái chân này nói chung có sơn dặm ha, này nói chung là chân này có sơn đây rồi. Nhưng cũng hẳn, không hàng không ấy nha. Máy này nói chung sách thì cũng còn đẹp, con bọng gì nói chung mới đồng giờ thì mua về xài mình kiểm tra ha. Thì giá nó cũng không có cao, có 140 triệu, máy 7 zin 2 cục. Thời máy giờ 70 nó hơi rẻ, cái là tại vì giờ người ta xài 100 chứ máy lớn nhiều quá anh em. Rồi 70 thì nó hơi rẻ lại. Sạch hai bên thì nói chung ok. Đời 27 máy 3 tạ ha, hai cũng sách đẹp luôn các bạn. Phone cũng còn zin được con hai con chứ không có ấy đâu nè. Đó, chân nói chung này cũng có sơn lại rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Thì máy đang nằm ở Cần Thơ nha mọi người ơi.